Hello và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì clip ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đi solo squad ở cái map Erangel này. Và 3 ngày hôm trước thì mình đã đăng những cái clip auto matching 10 nạ. Thì mấy ngày hôm nay thì mình không có ra clip solo squad do là anh em yêu cầu mình là làm nhiều hơn về cái series chơi cùng với người lạ. Nhưng mà xem nhiều thì cũng chán đúng không anh em? Nên là hôm nay thì mình lại tiếp tục đi solo squad. Thì cảng đây rồi, lại là một khu vực mà mình thường xuyên nhảy thôi. Ui, trong kho có người kìa, đây trên này nó đang nhảy thế này. À, đang tìm mình đây nào anh dài. À, tìm à, nhảy xuống bơi vào đây nào, chạy ra nào, chạy ra đây này. Rồi một thanh niên thì đã nằm xuống rồi, gặp giò luôn. Còn một ông thì ở trong cái kho, còn một ông thì mình nghe vẫn vẫn bên trên này. Bình tĩnh bình tĩnh, đây 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 đây, đi đâu mà vội. Này thì đứng đó này, ủa ôi, một viên vào đầu rồi. Còn một thằng này yếu lắm rồi đây. Đây này, mình trèo mình đẩy luôn. Một thằng trong kho cứ bình tĩnh đã. Á đủ, nó bắn mình này. Bắn gì vậy cậu? Nào, hello bác tài. Ui, 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 thằng kia nó ra. Nào ra đây, bước ra đây này. Một cháu, á đủ, á đủ. Ê, ai, 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 gì căng vậy. Khèo mình, mà team kia nó khèo mình từ đầu kia sang đầu này. Ui, hốt, phải hốt thành nghề đã. Sắp trượt rồi bạn ơi. Trả giá ngay. Sóc trượt thì thôi, cuộc đời bạn coi như thế là sang trang mới luôn. Vào mình gạt luôn nốt thằng này, gạt giò luôn cho được việc. Như vậy là ba bạn rồi, chắc là còn một bạn thôi. Chọc, à đây rồi, bạn vào, bạn vào. Tiếng chân, nào bạn vào đây. Bạn vào đây, trời ơi nó lại dễ quá. Như vậy là clear một team này rồi anh em ơi. Thử xem thanh này có gì. Uầy, giàu thế, x6 các thứ này. Được rồi, trận này thì mình sẽ chơi DP đi. DP mà một cây súng mà phải gọi là thay đạn mắc con mợ nó lâu, nhưng mà cái sức mạnh của nó thì khỏi phải bàn. Nó có một cái khả năng như kiểu là sấy không giật đấy anh em. Như kiểu Ambot vậy, trận này mình sẽ dùng DP luôn. Nó ngắm X6 nó lại hợp lý. Kìa bên kia vẫn bắn kìa. Rồi lại lốc một thanh niên nào kìa. Căng thực sự luôn. Từ hình làm cái phớt rồi mình đẩy ra, hốt luôn cái team này cho nó trọn vẹn. À đang nhảy trên công này. À lại định công mình rồi. Ủa bạn ơi, bạn lại chọn sai đối thủ để chơi rồi. Như vậy là không được rồi. Bạn chọn sai rồi. Ui, cái gì đây? Nào cái gì mà căng, nào cái gì mà căng. Nào đẩy ra, thằng kia yếu rồi. Bạn đẩy vào, nào. Đẩy vào đây, đẩy vào đây. Làm sao mà kịp nhúc nhích. Nào thí sinh tiếp theo. À đây rồi. Nào. Thí sinh tiếp theo. Làm sao mà kịp chơi. Mình xấy trước cơ mà. Thì đấy là những cái kỹ năng mà anh em cần nên. À lại còn ke này. Này thì ke tôi này. Bạn ơi, chưa chắc bạn ke đã là gọi là ăn được mình. Tại vì mình biết bạn đứng đó, mình ke tâm trước là mình xấy trước thôi. Chết chắc anh em ạ. Đấy là những cái kỹ năng solo squad mà anh em coi như thế là lên tham khảo. Là phải ke trước tâm và sấy trước. Có nghĩa là ke là một chuyện nhưng mà phải sấy chuẩn nữa cơ. Thì đấy là vừa rồi mình cũng sấy được 2 pha. Như vậy là vẫn còn một tên nữa. Mình phải đi kiếm nó anh em ạ. Không thể để nó thoát được. Trận này vẫn cứ xác định cầm DB. Lượn một vòng quanh cảng vẫn không thấy anh em ơi. Nên là mình cũng quyết định rời xa thôi. À, có một bot. Con mơ đang bắn ai vậy? Đang tạch tạch. Có tiếng chân. À đây rồi. Nào anh trai, hello bác tài. Đang ngồi nút đồ này ông này. Trần Tùng. À như vậy là thanh niên cuối cùng của cái team team Việt Nam vừa mình giết ở đây này. Như vậy là thanh niên này sao lại ra đi nút đồ ta. Vô lý vậy ta. Thơm luôn. Thế là clear xong cái cảng kiếm được 9 kill. À còn một con bot nữa kìa. Con bot trước mặt mình. Con bot trước mặt mình. Ôi, chạy đâu vậy bác tài. Nào bước ra. Cho bạn 2 giây để bước ra này. Bước ra đây. Bước ra đây này. Ok. Như vậy là đẹp rồi. Thôi tròn chỉnh 10 kill là hợp lý rồi. Thế nên là có cái gì. Ui có cái mũ ba nguyên. X8 này. Bây giờ thì quá giàu rồi. Ok thì mình đi thôi. Xem mình còn gì nữa nhỉ. Chả còn gì. Không còn gì, thôi đi thôi nha anh em. Mình đi kiếm thính.
kiếm thính thì cũng hốt được một thanh niên ở trên này luôn. Không biết đang lẩm ngắm nghía cái gì ở đây. Thì đầu trên kia mình đã thấy cái thính rồi. Ngắm nghía cái gì với bác Tài? Hello bác Tài. Hello bác Tài. Sở mốc đang được tung. Map này thì mình chơi là map đêm anh em ạ. Thử chơi map đêm một lần xem nó sao. Như vậy là hai thanh niên ngồi kèm một chiếc xe. Đủ. Đi xe tới đây làm gì? Ông ơi. Bắn rồi, ke trước rồi. Cái tầm này nếu mà nó ke ở trên này thì mình không thể thò ra được anh em đi nhá. Cái đầu của nó kìa. Không thể thò ra được. Tại vì nó chỉ thò có một mép nhỏ, mình chỉ cần thò ra là mình ăn đạn ngay. Ô, hai team đang bắn nhau đấy. Một cháu, ô thơm. Mình cứ tưởng là một team chứ. Ngon. Chết rồi, DB hết đạn rồi anh em ạ. Như vậy là chúng ta phải đổi combo thôi. Còn một tên ở trên nữa. À không phải còn một tên mà còn sấm ốc kìa. Mình sẽ mở góc. Để đẩy thẳng vào luôn. Ngồi đây à? Đi đâu? Ui nó nằm rồi. Hello anh giái. Tại sao lại nằm ở đây? Nằm ở đây là chết rồi. Đèn lốc 2 rồi. Còn một tên thì đang nằm ở trên cái đống cói kia. Này cái đống đó này. Thôi xong. Thằng kia nó ăn mất một mạng của mình ơi. Nó cay mất một mạng của mình ơi. Phí thế nhở. Đậu phộng. Đáng ra lên được 13 kill rồi. Được rồi bạn. Bạn cai hết mạng của mình thì bạn sẽ phải trả giá sớm thôi. Mình đảm bảo với bạn là như vậy. Làm sao mà chạy được. Mình đứng đây mình kê bạn đến mai cũng được. Gọi là bây giờ mình thù dai lắm. Chỉ cần ra thôi. Bạn xác mợ định luôn. À đủ có xe. Có xe tới. Ui nguy hiểm. Mình phải quay lại thôi. Quay lại cái hang này. Nó quay lại. Đậu phộng. Bình tĩnh anh trai ơi. Em còn vợ già con nhỏ nhà anh ơi. Ui thôi bình tĩnh anh trai. Bình tĩnh căng thế. Chết rồi nó công rồi. Từ mình cho quả lết ở đây. Nào công xuống. Nào công xuống đi. Hello. Công xuống. Ui đứng nhảy à. Công xuống đây. Làm gì căng thế. Đang bắn nhau với cái team đang nằm anh em ạ. Đậu phộng. Mình đang định quay lại để lấy cái xe. Để đẩy thẳng vào cái thằng đang nằm để mình hốt nó luôn. Nhưng mà bọn này nó lại đến. Nó lại phá vỡ cuộc coi như thế là cuộc hạnh phúc của mình rồi. Nên là mình sẽ phải bắt bọn này trả giá hết anh em ạ. Không tha cho bất kỳ một thanh niên nào. Nào công xuống đi các bạn. Uzi trong tay. Tầm này Uzi á. Quá bá luôn. Lát mợ người luôn bạn ạ. À đang bắn rồi. Được rồi. Mình phải móc sang bên kia. Đây móc sang bên này. Mình vòng từ bên đầu hầm sang bên kia. Sang đầu bên hầm này. Tầm này thì các bạn sao biết mình sang. Úi dồi táp kìa. Úi ôi. Tiếng nó cứ phải gọi là thất con mẹ nó thanh luôn. Nào. Đang táp ở đâu vậy. À đủ có một thằng lên. Lên đây làm cái gì. Lên đây làm cái gì. Rồi một thanh niên nằm xuống. Còn một tên nữa. À đây rồi. Còn một tên nữa. Như vậy là hai tên. Ở đầu kia thì không biết còn không. Mình vào mình gạt giò luôn hai ông này. Cho được việc. Gạt giò luôn cho được việc. Mình hết đạn rồi. Mình còn hơn 30 viên thôi. Bắn gì căng vậy. Mình có làm gì bạn đâu. Tu. Định mệnh thằng kia lại định KS mạng của mình. May mà mình nhanh tay. Bạn KS mạng của mình là bạn sai rồi. Mình nói thật luôn. Cái tầm gọi là làm không chịu làm mà chỉ gọi ăn hôi như bạn á. Bạn quá đen. Tầm này bạn gặp mình là bạn chết rồi. À sở mốc à. Sở mốc công lên ư. Mình hứa mình đảm bảo mấy bạn. Ông này mà công lên. Đảm bảo mấy anh em là thanh niên này nằm xuống một cách nhanh gọn lẹ. Công lên với mình là một góc cực kỳ sai. Một cái sai lầm mà bạn không bao giờ có thể chữa khỏi được. Bạn thử công đi. Mình sẽ chứng minh cho anh em thấy. Thanh niên này mà công. À đây rồi công luôn rồi. Công luôn rồi. Công luôn rồi. Mình bảo mà. Này thì KS mạng này. Nằm xuống luôn nha bạn. Thấy không. Mình đảm bảo anh em những cái pha công như thế này là cực kỳ là ngu người. Nếu mà công ấy phải ke trước thì mới ăn được. Đầy thanh niên này nhảy ra như kiểu là sắp ăn được mình vậy.
vẫn còn, không thể hết được. Đâu rồi? Không thể nào mà hết được một cái thính mà quá đông các dân chơi ra đây. Đây rồi, anh nhìn rồi. Á, đang lo do này. Lo do ở hòn đá này. Một tên nữa. Á đủ. Thế là vẫn còn một tên. À, trong sờ mốc à, trong sờ mốc xấy xa. À, xấy ra. Thanh niên cuối cùng đây. Nào. Uầy, trời lại sáng rồi. Sau cơn mưa thì trời đã sáng. Bước ra đi bạn. Để xem là đạn mình nhanh hơn hay là đạn bạn nhanh hơn. Đậu xanh nó ngồi ở cái chỗ kia, mình không thể thấy được. Được rồi, chắc là mình phải lấy cái xe. Mình lưu luôn thanh niên cuối cùng này. Không thể để cho nó coi như thế nào là á đủ. Còn cố tình gãy á. Bạn ơi, bạn càng coi như thế là bạn khèo mình thì cái tỷ lệ bạn nằm xuống nó càng cao, bởi vì nó tăng, càng tăng lên cái độ gọi là máu chó của mình. Rồi, chúc mừng bạn đã chuẩn bị đi được gặp ông bà rồi. À, bắn ở đâu? Đứng ra bắn nè. Bo vào mình cũng chơi với bạn luôn này. A đù, đây rồi. À ha, lại khèo. Dưới có quầy dưới đúng không? Cho bạn quả bom nhá. Này, nào, lên đây. Phải cho thanh niên này ăn bom anh em ạ. Rồi, thanh niên kia chết rồi. Ui, bò hơi nhỏ rồi. Á đủ, chạy ra. Bạn nghĩ bạn chạy được? Con đường nào cho bạn chạy? Mình bảo rồi. Bạn càng khèo mình thì cái tỷ lệ bạn nằm xuống nó càng cao. Quá là đen cho thanh niên này. Không có đạn 7 rồi. Như vậy là mình không chơi được DP rồi. Đổi combo rồi anh em ạ. Ui, toàn M4 thôi. Thôi chắc mình đi luôn rồi. Ngoài bò mất rồi. Vào bò đã. Đây rồi, mình đã vào được trong khu vực trong bò. Ngồi nãy giờ cam cái thính. Tại vì là lúc mình vào thì mình có thấy một thanh niên ở trong nhà vệ sinh. Đây lại, ui, bên nhà lại có một tên này. Được rồi, từ từ đã. Bình tĩnh. À, nhảy nhót à. Hình như thanh niên này nhảy ra ngoài rồi. Được rồi, mình công luôn. Công ông này luôn. Cái mối nguy hiểm. Á đủ. Nằm ngoài rồi bạn. Cái mối nguy hiểm gần này là phải tiêu diệt ngay anh em ạ. Tại vì là đến lúc mà tí nữa mình bắn xa ấy, mình mà sấy tiếng súng to ấy, thì khả năng mà thanh niên là đẩy ra ngoài là giết được mình là hơi cao. Nên là mình cũng phải diệt trừ những cái mối họa mà gần mình nhất. Vẫn nốc như vậy là bạn nó quanh đây thôi. Còn 5 thanh niên nữa thôi, 5 ông thần nữa. Đây, nằm đây đắp chăn giờ độc lập một tí. Thấy không? Vừa nãy mình vẫn thấy thanh niên nó ở chỗ nhà vệ sinh ấy. Nó vẫn ngồi đó anh em. Rồi, bắn nhau rồi. Bắn căng rồi. Á đủ, nốc được một thanh niên. Ô, ngon. Úi giời ơi, ngon. Ngon. Ui. Ui, một pha phải nói là ăn hôi đỉnh cao đến từ vị trí Linh ATM. Thế thanh niên kia bị nốc, thế là mình ăn luôn thanh niên đấy trước. Sau đó là mình mới gạt thanh niên cuối cùng. Ui, nó lại hợp lý. Ui, bo này khó cho mình rồi. Chết rồi, mình phải quăng sầm mốc. Đã để mình nút thêm sầm mốc nữa. Mình chỉ còn một quả thôi. Còn 3 người chơi nữa. Ui, thế là bên kia hết rồi. Mình thì không có xe anh em ạ. Quả này khó cho mình rồi. Chết rồi. Bo này hơi khoai. Mình phải chạy qua đường bên kia thì 3 thanh niên nó cam chứ. Ui, được. Đây có 5 quả sầm mốc. Tạm được. Chết rồi, còn 27 giây thôi. Mình phải di chuyển thôi. Bo khó thế. Còn một mình mà phải chơi với 3 tên thế này thì đúng là hơi khó anh em ạ. Không được rồi. Bây giờ chạy sang tỷ lệ của mình chỉ có 30% là win được thôi. Tại vì bên kia nó tận 3 người cơ mà. Mà lại thủ trong nhà nữa chứ. Góc của nó thì quá đẹp. Lại còn một viền tường nữa chứ. Có một thằng đẩy ra ngoài kìa. Mình nhìn rồi. Khó thế nhở. Chết rồi. Bo thu rồi. Nhưng mà không sao. Khó thì mới gọi là Linh ATM. Xử lý nó có phải gọi là mượt mà. Á đủ. Ui, nó biết mình rồi. Chết rồi. Sầm mốc lên nào. Á đủ, làm gì căng vậy anh dai. Em vào nhà thôi. Anh ơi, anh đừng bắn em nha. Anh ơi, em còn con vợ già mẹ trẻ. À đâu, con vợ trẻ con mẹ già ở nhà. Anh đừng làm vậy. Khó em. Ui, cái gì đấy. Bạn ra đến ngoài, bạn làm gì mình.
rồi, bình tĩnh anh trai ơi, bình tĩnh anh trai ơi. Rồi, hai thanh niên, còn một tên nữa thôi. À đủ, what the fuck. Ui, trời ơi, thanh niên này làm gì đây. Thôi xong rồi, top 1 rồi anh em ơi. Còn thanh niên cuối cùng, ui thanh niên này ngáo này. Ui, đập đá này bạn. Ui trời ơi, hai thằng coi như thế là chủ lực thì công lên bắn mình rồi. Còn một con bot gọi là kéo theo một con bot ngáo ngáo thì là người cuối cùng thì làm sao mà đỡ được. Một cái top 1 phải nói là easy, một cái vòng bo phải nói là ngu người. Và Linh ATM đã giành được top 1. Ok, và clip của mình thì cũng dừng lại đây thôi. Mình đã giành được một cái top 1 với 23 kill. Quá easy, quá mãn nhãn cho anh em. Anh em thấy hay thì đừng quên cho mình một like, đăng ký kênh nha. Hoặc là có thể chia sẻ clip này giúp mình. Cảm ơn mọi người và hẹn mọi người ở những clip tiếp theo.